Ngày chiêm vỡ tổ. Lời mở đầu. Sau khi băng mây thuộc rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt ngày 12 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 chỉ thị cho Lữ đoàn 3 nhảy dù dàn quân, mở phòng tuyến ngang đèo Phượng Hoàng tại Khánh Dương, con đường độc đạo nối liền tỉnh Đắk Lắk với Khánh Hòa để ngăn chặn bước tiến của Bắc quân tràn xuống miền Duyên Hải. Trên quốc lộ 1 tại đèo Cả, vị trí chiến lược nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được giao trách nhiệm cho hai tiểu đoàn biệt động quân trấn thủ. Ngày 1 tháng 4, hai nút chặn quan trọng này hầu như bị tan vỡ, Bắc quân chỉ còn cách Nha Trang hơn 7-80 cây số, thành phố không còn một đơn vị chủ lực quân nào còn lại để bảo vệ, coi như đã bỏ ngỏ cho đoàn quân xâm lược tiến chiếm. Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, Nha Trang hầu như ở trong một tình trạng vô chính phủ, vô luật pháp, bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn. Tù nhân phá cửa quân lao đào thoát lấy súng ống cùng với những thành phần bất hảo, lợi dụng thời cơ nước đục thả câu, bắn giết cướp bóc nhiều nơi. Những người dân mảnh ai nấy tìm cách thoát khỏi thành phố, một số đi bằng đường bộ hay đường biển và một số nhỏ bằng đường hàng không quân sự. Trước tình thế khẩn trương này, không đoàn 62 chiến thuật tại Nha Trang bắt đầu mở cầu không vận di tản những thành phần cơ hữu. Vào những ngày cuối cùng của tháng 3 năm 75, những cánh chim sắt của phi đoàn thần tượng được lệnh cất cánh rời bỏ tổ ấm. Có lẽ đây là một ngày đau buồn nhất cho những hoa tiêu của phi đoàn 215 thần tượng, những người đã may mắn được phục vụ cho một đơn vị đồn trú tại một thành phố đẹp tuyệt nằm kế bên cạnh bờ biển xanh cát trắng này. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, 6 giờ sáng, đang nằm ngủ, tiếng gõ cửa trước nhà làm tôi giật mình thức dậy, người mệt mỏi toàn thân ướt đẫm mồ hôi sau một giấc ngủ trằn trọc chập chờn. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Có tiếng gõ cửa. Ai đó? Chận chút. Ngồi dậy với chiếc áo bay treo trên tường mặc vội lên người, tôi đi mở cửa. Trước sân nhà là một cụ bà bán quán cóc ở đầu đường và đứa bé gái khoảng 7-8 tuổi đang đứng chờ. Trên tay mỗi người xách một túi nhỏ. Hơi ngạc nhiên, tôi bước ra sân đi đến gần bà cụ và đứa bé rồi hỏi. À, chào cụ cần chuyện gì không ạ? Dạ, xin lỗi làm phiền cậu. Tôi vừa nghe người ta nói Việt Cộng đã qua tới đèo Cả sắp sửa tới đây rồi. Hoàn cảnh tôi đơn chiếc, chỉ có hai bà cháu côi cút. Tôi không biết phải làm sao nữa đây. Cậu có cách nào giúp giùm hai bà cháu tôi ra khỏi đây? Bà cháu tôi đội ơn cậu vô cùng. Nghe bà cụ nói xong, tôi ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước lời yêu cầu của một người mà tôi chỉ biết qua những lần ghé mua thuốc lá ở quán cóc góc đường. Đang phân vân chưa biết phải giải quyết như thế nào thì bà cụ nói tiếp. Xin cậu giúp cho, còn như cậu cần bao nhiêu tiền thì tôi xin gửi. Bà cụ nói vừa xong liền làm một cử chỉ như đang vạch tà áo cánh lên móc vào lưng quần để lấy tiền. Tôi vội nắm lấy tay bà cụ. Cụ đừng có làm như thế, chuyện đó không cần thiết đâu. Tôi ngần ngừ. Thưa cụ, còn chuyện giúp cụ. Ngay vào phút này người ta xét giấy kỹ lắm, làm sao cháu đem cụ và bé vào phi trường được. Nếu cụ nói từ mấy ngày trước thì may ra cháu có thể giúp được. Vừa nói tôi vừa nhìn bà cụ và bé gái. Bà cụ có khuôn mặt nhăn nheo khô héo, đầu quấn một chiếc khăn nhung đen, trên mái tóc đã bạc màu sương gió. Còn đứa bé thì thật đẹp, đôi mắt bồ câu đen lái, mái tóc đen mông dài bỏ ngang vai, ngây thơ trong trắng như một thiên thần, đang ngước lên nhìn tôi như đồng tình với những lời khẩn cầu của bà cụ. Hình như trong cái ngây thơ trong trắng, chưa biết gì về cuộc đời, chưa bao giờ va chạm với khổ đau, đứa bé đã cảm nhận được một sự hung hiểm nào đó đang chờ đợi. Xin cậu giúp hai bà cháu tôi. Bà cụ văn nài. Không biết làm sao để giúp bà cụ, tôi suy nghĩ một vài giây rồi nói. À thôi được, để cháu xem, cụ cứ về đi. Cháu phải vào phi trường ngay, nếu cháu tìm được máy bay thì cháu sẽ chạy ra tìm cụ. Cháu không có dám hứa. Còn không, cháu nghĩ cụ nên đưa hấm bé xuống cầu đá. Nghe nói ở đó có nhiều ghe thuyền nhận chở người ra khỏi Nha Trang đó cụ à. Bà cụ hình như cố tình không nghe rõ những gì tôi đã nói, cố bám chặt vào tôi như một niềm hy vọng duy nhất. Xin cậu giúp giùm, bà cháu tôi sẽ chờ cậu ở quán tôi góc đường nhé. Không biết làm gì hơn, tôi gật đầu miệng ấp úng mấy chữ. Cụ về đi. Nói xong tôi để tay trên vai bà cụ rồi cùng bước ra khỏi cổng nhà, đứng nhìn theo hai bà cháu, một già nua ốm yếu, một trẻ thơ vô tội xách hai túi quần áo bước lê thê trên lề đường. Lòng tôi ái ngại và quặn thắt,
đã bao nhiêu năm qua vì cuộc chiến tranh xâm lược của bọn Cộng sản đã làm hàng triệu người dân lành vô tội, cũng như những người lính chiến của hai miền Nam Bắc phải trả một cái giá quá đắt cho một chiêu bài giải phóng, lường gạt của loài cọng đỏ khát máu, tất cả chỉ để lại thỏa mãn cái tham vọng của một đám đầu sỏ súc sanh vô học coi mạng sống con người như cỏ rác. Hôm qua thi hành phi vụ yểm trợ cho lữ đoàn ba dù, tôi đã mục kích phòng tuyến tại Khánh Dương hầu như tan rã. Bắc quân chỉ còn cách Nha Thành không hơn 7-80 cây số, không có một lực lượng chiến đấu nào còn lại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được chỉ định bảo vệ Nha Trang. Miền quê hương cát trắng coi như đã bị bỏ trống cho bọn Cộng sản xâm lược. Sau hơn 20 năm từ ngày bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam, bọn Cộng sản đã bị bao lần thảm bại qua những lần khởi chiến một mặt trận toàn diện như Mậu Thân mùa hè đỏ lửa, mà chúng chưa hề chiếm được một tấc đất nào của miền Nam tự do. Cho đến ngày hôm nay, chỉ trong vòng vài tuần lễ nhiều thành phố đã lần lượt buông xuôi cho quân thù, tại sao một lực lượng hùng hậu tinh hoa với nhiều kinh nghiệm chiến trường lại tháo chạy, rút lui vô điều kiện trước khi thực sự có một kế hoạch hữu hiệu để chống trả? Thực tại phủ phàng ngoài sự hiểu biết của một hoa tiêu trực thăng như tôi, và có lẽ cũng như muôn vạn chiến sĩ khác đang sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ quê hương. Tất cả những tháng năm lăn lộn trên nhiều mặt trận đối đầu quân thù với những chiến công đạt được đã trở thành vô nghĩa. Khi nghĩ đến thực tại, lòng tôi vô cùng hoang mang chán nản trước một viễn ảnh quá bấp bênh đen tối. Đứng tần ngần một lúc trước cổng nhà, tôi nhìn xung quanh, cảnh vật vắng vẻ một cách khác thường, hàng xóm láng giềng đi đâu cả, nhiều căn nhà đóng cửa im lìm, chiếc xe bán bánh mì thịt nguội ngay góc đường, thường ngày hôm nay vắng bóng, một chiếc xe xích lô chạy ngang nhà, trên xe chở một người đàn bà và 3-4 đứa con nít ngồi chồng chất lên nhau, dưới chân để mấy túi vải lớn, người đàn ông gầy ốm có lẽ là chồng, còng lưng đạp xe ra biển về hướng cầu đá, gần làng chài Cửa Bé nơi hiện nhiều người dân đang dùng phương tiện ghe thuyền để thoát khỏi thành phố. Một chiếc cam nhông chở đầy lính chạy vù ngang vội vã, những hình ảnh đó như tô đậm thêm bầu không khí mỗi lúc mỗi căng thẳng theo từng bước chân của quân thù đang trên đường tiến chiếm một thành phố bỏ ngỏ. Tôi nhìn đồng hồ đã gần tới giờ phải vào phi đoàn, tôi quay gót trở vào nhà thu xếp đồ đạc lên đường. Tuy linh cảm đây là ngày cuối cùng tại thành phố này, tôi chỉ đem theo những gì tối cần thiết. Tới tủ áo mở cửa lựa hai bộ đồ dân sự ăn ý nhất, vơ thêm vài đồ dùng vệ sinh và cuốn album hình ảnh cũ. Tôi nhét tất cả vào túi nón bay. Khi nhìn thấy hai bộ đồ vest vía còn mới toanh đang treo trong tủ, chỉ dùng trong những ngày lấy lạc hay cưới hỏi, tôi ngần ngừ một vài giây rồi chắc lưỡi đóng vội cửa. Nhìn thấy thùng lựu đạn còn nguyên si vừa xin được của đơn vị bộ binh đem về để bắn cá đang nằm dưới gầm giường, tôi liên tưởng tới những tháng ngày nhàn hạ trong thời kỳ cuộc chiến ngưng động sau ngày ký hiệp định Paris đầu năm 73. Vào những buổi sáng tinh sương khi mặt trời chưa mọc, tôi thường cùng với anh Năm Dẹp, người bạn chài ở xóm Cửa Bé, gần cầu đá đi bắn cá đối biển, cảm giác đứng đầu mũi ghe con, dập dình trên sông Cửa Bé, mặt nước phẳng lặng như hồ thu, tay cầm trái lựu đạn trút chốt rình đàn cá trẻ nước gần sóng lăng tăng, hít làn không khí trong lành của đại dương, đã làm cho tâm hồn tôi lắng động sảng khoái. Trong giây phút đó tôi đã tạm quên đi những hình ảnh bắn giết của chiến tranh trong những cuộc săn đuổi kẻ thù ở nơi rừng sâu núi thẳm, những thay người sành thối bọc trong những phong xô nằm sắp lốp. Quên đi những khẩu súng phòng không của địch quân lâm le trình trập, quên đi những con tàu của bạn bè nổ tung bốc cháy trên trời cao hay đâm sầm xuống đất như một trái bom lửa, quên đi những trận pháo kích như mưa rào, những xác chết của quân thù cháy đen, mất đầu mất chân không còn tra hình hài, nằm vương vãi trên khắp trận địa. Một kỷ niệm vui trong giai đoạn cuộc chiến lắng động này vẫn còn ghi dấu trong đầu tôi. Một buổi trưa hè trực nắng, mặt nước êm ả vỗ nhẹ vào bờ cát, tay cầm trái lựu đạn bơi dọc theo bờ để săn cá, đang úp mặt nhìn đáy cát vàng long lánh phản chiếu ánh mặt trời. Qua làn nước trong vắt, đột nhiên bầu trời như tối sầm lại, hàng ngàn con cá màu trắng bạc đang bơi trước mặt, không một giây chậm trễ tôi tung trái lựu đạn, ụt một tiếng nổ vang, mặt nước sôi sục. Chờ cho nước biển lắng động lại, tôi nhìn xuống. Trước mặt tôi hàng ngàn con cá bằng bàn tay óng ánh đang dãy dụa trên mặt cát như một tấm thảm bạc. Phải mất vài ba tiếng đồng hồ ngục lặng tôi và một người bạn mới vớt hết,
tất cả được hơn mấy cần xé. Tôi mang tất cả chiến lợi phẩm đến nhà Thành Râu, một hoa tiêu trong phi đội võ trang phi đoàn 215. Đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ sát biển, bên bãi cát vàng. Hôm đó chúng tôi có một bữa ăn bất ngờ với vài anh em trong phi đoàn, và nhất là có sự hiện diện đặc biệt của nghệ sĩ Trần Văn Trạch, đã tình cờ quá giang trên chiếc trực thăng của Trung Quý Thành bay từ Phan Thiết trở về Nha Trang. Mọi người quay quần quanh những dĩa cá tươi mới hấp còn bốc khói bày trên nền xi măng lau sạch bóng, cùng với những đĩa rau sống, bánh tráng dưới vài ngọn đèn cầy lung linh, chén anh chén tôi kể chuyện đời chinh chiến trong tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ bờ cát. Nhìn ra mặt biển tối đen, hàng ngàn ánh đèn lấp lánh từ những chiếc thuyền đánh cá đêm như một thành phố nổi nhấp nhô cuối chân trời, hòa lẫn với muôn vạn ánh sao đêm. Nghe nghệ sĩ Trần Văn Trạch kể chuyện Tiếu Lâm trong một giọng Nam Kỳ đặc kẹo, rồi lại được nghe bài hát bất hủ của anh, Tai Nạn Telephone. Trong men rượu đã ngà, chúng tôi ôm nhau cười đến vỡ bụng. Có tiếng xe hơi ngừng trước cổng, tay xách nón túi bay tôi đóng cửa nhà bước ra sân, thấy ông anh trưởng của tôi vừa bước xuống xe súng xính trong bộ đồ nhà binh thẳng nếp. Trên cổ áo đeo hai mai đen, đầu đội cái nón sắt bọc lưới mới toanh, tay xách súng M16, lưng đeo khẩu Colt 45. Và không quên đeo thêm một bi đông nước lủng lẳng sau lưng, tôi không khỏi phì cười. Ông anh tôi là một loại trung quý mà thiên hạ thường gọi là lính kiển, bị động viên, được biệt phái cho tòa tỉnh Nha Trang, suốt ngày lái xe hơi nhà, xách cặp chạy tới chạy lui, chưa hề biết đến mặt trận là gì. Ủa, anh còn đây à? Em tưởng anh đi với chị và mấy cháu từ lâu rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi. À, vợ con anh đi rồi, chỉ còn mình anh thôi, cho anh theo em vào phi trường nghe. Tôi gật đầu rồi nói đùa. Anh làm gì mà trang bị đồ nghề cẩn thận á, sắp ra mặt trận à? Không buồn trả lời, với khuôn mặt nghiêm trọng, anh tôi lúng túng sửa lại cái nón sắt đội trên đầu và cái bi đông nước cho ngay ngắn, rồi nói với vẻ nôn nóng. Mình đi bây giờ chưa? Anh à, anh mày đến kịp lúc đó, nếu trễ chút nữa thì em đã vào phi đoàn rồi, sao anh không nói trước với em gì cả vậy? Vừa nói tôi vừa bước đến bên chiếc xe Honda 90 dựng trước nhà. Trở đầu xe nổ máy, hai anh em đều bồng nhau chạy vô phi trường, bỏ lại đằng sau lưng căn nhà đã che mưa đỡ nắng cho tôi suốt quãng đời niên thiếu. Phù Cát, 10 giờ sáng. Một bầu không khí nặng nề u ám đang bao trùm tất cả mọi sinh hoạt tại căn cứ Phù Cát. Sau khi Đà Nẵng lọt vào tay Bắc quân, nhiều nhân viên trong các đơn vị đã tìm mọi cách di tản gia đình cũng như thân nhân ra khỏi vùng đất đang bị đe dọa trầm trọng. Tại phòng hành quân phi đoàn 243 Mãnh Sư, Trung úy Võ Đăng Sang vừa nhận được phi lệnh dẫn đầu 3 chiếc trực thăng bay phi vụ tiếp tế cho một đơn vị của sư đoàn 22 bộ binh đang bị cô lập gần đèo An Khê. Địa điểm lấy hàng tiếp tế là Bà Ghi, đặt nơi bộ chỉ huy sư đoàn 22 bộ binh, nằm giữa phi trường Phù Cát và Quy Nhơn. Bay chiếc trực thăng chỉ huy là Đại úy Nguyễn Xuân Trình, sĩ quan huấn luyện phi đoàn. Theo yểm trợ cho họp đoàn là 2 chiếc trực thăng võ trang Hắc Sư. Trước tình hình chiến sự rối loạn, căn cứ Phù Cát sắp sửa di tản, Trung úy Sang cảm thấy lo ngại khi nhận lãnh phi vụ. Trung úy Võ Đăng Sang là một hoa tiêu cao ráo đẹp trai, tánh tình vui vẻ hòa nhã. Trước khi ra phục vụ tại phi đoàn 243 Mãnh Sư ở Phù Cát, anh và một số nhân viên phi hành khác đã tạm dung vài tháng tại phi đoàn Thần Tượng ở Nha Trang để chờ phần sở đang xây cất chưa xong. Trung úy Sang tuy chưa phải là một hoa tiêu thâm niên trong chức vụ, nhưng anh là một phi công thành thạo trong nghề, có nhiều chiến tích và kinh nghiệm chiến trường qua nhiều mặt trận tại Bồng Sơn, An Lão. Chiếc Trạc Ly do Đại úy Nguyễn Xuân Trình cất cánh lên vùng trước, 3 chiếc trực thăng tiếp tế của Mãnh Sư đáp xuống một dải đất đỏ nằm dọc theo quốc lộ 1 để nhận hàng. Một sĩ quan cấp tá có một khuôn mặt nghiêm trọng bước xuống từ chiếc xe Jeep bước đến bên Sang. Sau một vài câu chào hỏi, vị sĩ quan tròn vai viên phi công và nói, hey, trong lúc này đám con tôi đã cạn đạn dược và lương thực, nếu không tiếp tế kịp thời thì sẽ rất nguy ngập. Theo tôi biết thì bể đáp rất an toàn, quý vị an tâm, xin phi hành đoàn cố gắng giúp giùm. Nói xong ông ta bắt tay Sang siết mạnh, ngay giây phút đó Trung úy Sang đã không hiểu hết ý nghĩa của cái bắt tay đó cho đến sau này. Sang đang thi hành một phi vụ khởi đầu cho một ngày khó quên trong cuộc đời binh nghiệp của anh. Họp đoàn trực thăng bắt đầu cất cánh hướng về ngọn đèo An Khê trên quốc lộ 19, nối liền Quy Nhơn và Pleiku. Khoảng chừng 40 cây số hướng Tây, 3 chiếc trực thăng nối đuôi nhau trên cao độ, theo sau khá xa là 2 chiếc trực thăng võ trang.
Chừng 20 phút sau, trên ghế bay, Trung Quý Sang nhìn xuống con quốc lộ 19 trải nhựa đường đen, uốn lượn giữa những cánh rừng xanh thẳm, không một chiếc xe, một bóng người qua lại. Gần 2 tuần trước, Pleiku đã lọt vào tay Bắc quân. Đây là con đường ngắn nhất để chúng tiến quân về miền Duyên Hải, tiến chiếm Quy Nhơn. Không một tên tình báo nào cho biết tình hình của địch trên con đường lộ này. Dưới tháp không xa, đèo An Lão đang nằm im lìm, hiền hòa dưới ánh nắng mai. Một điều Sang đã không biết rằng, ngọn đèo An Khê đã hoàn toàn dưới sự kiểm soát của cộng quân. Tại ngọn đèo này, trước đó địch quân đã dùng làm nơi bắn xẻ hay phục kích những đoàn quân xa của quân ta. Trong quá khứ, quân đội Pháp cũng đã bị Việt Minh đánh tan tành tại ngọn đèo này. Hải sư, đây Hắc sư gọi. Trên tần số, Trung Quý Sang nghe tiếng của Trung Quý Nguyễn Văn Hải, tự là Hải Sẹo bài chiếc võ trang số 1. Nói đi, Hải sư nghe. Hắc sư 1 đang ở hướng 6 giờ của hộp đoàn, cách 1 phút bay. Hộp đoàn bay vòng chờ mục tiêu chờ Hắc sư, nghe rõ trả lời. Trung Quý Hải đang dẫn chiếc trực thăng võ trang số 2 bay 1 hoặc cách khoảng khá xa sau lưng hộp đoàn. Nghe 5. Trung Quý Sang trả lời. Vừa nói xong, Sang lái con tàu bay vòng trở lại, chiếc số 2 và số 3 theo sau, đợi cho chiếc trực thăng võ trang dẫn đầu vừa qua mặt, Sang cho hộp đoàn nối gót. Trước mặt dưới tháp chừng vài cây số, bên cạnh con lộ, một làn khói vàng đang lặng lẽ vươn lên mặt rừng xanh. Từ trên cao độ, cảnh vật trông rất yên tĩnh, Trung Quý Sang cảm thấy yên lòng. Hắc sư, đây Hải sư. À, nghe, nói đi. Chiếc trực thăng võ trang số 1 trả lời. Hắc sư clear bãi cho kỹ ngang. À, Hải sư yên chí, thấy minigun rocket của Hắc sư, chắc tụi nó ngán không có dám chơi đâu. Trung Quý Hải Sẹo cười lớn. Tiếng cười của Hải Sẹo chưa dứt trên tần số, chiếc Hắc sư 1 đột nhiên nổ tung như một quả pháo bông ngay trước mũi con tàu của Trung Quý Sang. Chiếc trực thăng của Sang trung chuyển như vừa bay qua một cơn lốc. Chiếc Hắc sư số 1 đâm sầm xuống đất, nổ bùng, khói đen cuồn cuộn bốc lên mặt rừng xanh. SA-7, break, break, SA-7, hộp đoàn break. Sang la to trên tần số. Hộp đoàn mạnh ai nấy quẹo tản mát tứ phía. Chiếc Hắc sư số 2 bay theo bên cánh trái phản ứng. Hai khẩu minigun quay dù, tưới hàng ngàn viên đạn vô nghĩa xuống mặt rừng mênh mông bát ngát. Giữa bầu trời trong, một cột khói trắng nhỏ uốn éo đang lơ lửng. Dấu tích còn lại của một chiếc hỏa tiễn địa không vừa rời giàn phóng. Hắc sư 2, bạn ok, cho biết vị trí. Sang gọi chiếc võ trang số 2. Đang ở sau lưng hộp đoàn, cao độ thấp. Ok, tất cả theo tôi trở về đề ghi. 4 chiếc trực thăng của mãnh sư cắm đầu bay ra khỏi vùng, ngồi trong phòng lái Trung Quý Sang chưa định thần. Hình ảnh chiếc trực thăng của một người bạn thân vừa nổ tung trước mặt anh còn rõ mồn một. Anh mò mẫm trong túi áo bay, móc ra gói thuốc lá lấy một điếu đưa lên miệng. Điếu thuốc trung rảy trên môi, anh châm lửa đốt. Mẹ cha chúng nó, hút một điếu thuốc mà cũng không được nữa hay sao? Tao mồi hoài mà không thấy cháy. Ê, Trung Quý mồi ngược đầu rồi, sao mà cháy được? Người xạ thủ đang ngồi trên những thùng gỗ thông màu vàng nhạt chất đóng trên sàn tàu lên tiếng. Sang giật điếu thuốc ra khỏi miệng trở đầu nhìn, bực dọc liền qua khung cửa. Sân Bình, đây Hải sư gọi. À, Sân Bình nghe, Hải sư. Tiếng nói rè rè đứt đoạn từ bộ chỉ huy sư đoàn 22 tại Bà Ghi trả lời. Sân Bình đây Hải sư, báo cáo một chiếc tàu của Hải sư bị trúng quả tiễn địa không cố địch. Cho biết chi tiết, nghe rõ trả lời. Chiếc trực thăng võ trang của hộp đoàn bị trúng phòng không SA-7 trên vùng. Hắc sư, đây Sân Bình, cho biết tình trạng của phi hành đoàn. Tình trạng cái con khỉ, SA-7 trúng ngay Bình Sang, tình trạng cái gì? Sang tức giận hét lớn. Tiếng nói Sân Bình bên kia đầu dây không một phản ứng. Hải sư, đây Sân Bình, cho biết vị trí hộp đoàn. Hộp đoàn đang trên đường về, cách 15 phút bay. Đây, Sân Bình, yêu cầu ở lại dùng chờ lệnh, yêu cầu trở lại dùng, sẽ có chỉ thị ngay. Sân Bình, tôi đang trên đường về Bà Ghi. Nếu Sân Bình không nhận lại hàng, tôi sẽ đổ tất cả xuống sông, nghe rõ. Bên kia đầu dây im lặng tiếp theo là một tiếng nói khác, có lẽ từ một giới chức thẩm quyền cao hơn. Hải sư, đây là lệnh của bộ chỉ huy, tất cả hộp đoàn chờ tại vùng, sẽ có chỉ thị. Negative, hộp đoàn đang quay trở về, tình trạng của bãi đáp quá hot, không thể thi hành phi vụ được. Nếu không nhận hàng, tôi sẽ cho dắt tất cả xuống sông, tôi lặp lại, tất cả sẽ bị dắt xuống sông. Giọng nói từ Sân Bình trở nên giận dữ dọa nạt. Đây là Sân Bình, nếu Hải sư không tuân lệnh, tôi sẽ đưa tất cả phi hành đoàn ra tòa án quân sự, nghe rõ trả lời. Sang ngập ngừng vài giây, anh đổi tần số gọi về phòng hành quân chiến cuộc phi trường Phù Cát. Lôi Phong, đây Hải sư. À, Lôi Phong nghe Hải sư. Tiếng nói của Trung tá Ngọc, trưởng phòng nghe trên tần số. Báo cáo, một trực thăng võ trang của hộp đoàn bị phòng không bắn nổ tung trên vùng, phi hành đoàn request trở về căn cứ.
À, Lôi Phong nghe năm, tất cả họp đoàn trở về phi trường ngay tức khắc, chuẩn bị di tản về Nha Trang. Trung Quỷ Sang thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Nghe năm, hãy sư đáp bà ghi, in lô hàng xong sẽ trở về đáp, over. Nha Trang, 2 giờ trưa cùng ngày. Tôi đang đứng trong phòng hành quân của phi đoàn 215 cùng với một nhóm hoa tiêu, đột nhiên người sĩ quan trực thăng hốt hoảng chạy vào la lớn. Xin tất cả chú ý, lệnh không đoàn chỉ thị cho tất cả nhân viên phi hành thần tượng tập trung ngay tại sân cờ, tất cả đem theo nón ba và túi sách theo. Ngay bây giờ hay sao? Vài tiếng la to từ cuối phòng họp. Ngay bây giờ, tất cả anh em ra sân cờ tập họp, ngay bây giờ, lệnh của không đoàn trưởng. Người sĩ quan lặp lại. Bầu không khí tại phi đoàn bỗng nhiên sao động hẳn lên, tất cả mọi người kéo nhau ra sân cờ. Không đoàn 62 chiến thuật được thiết kế trên một vùng đất rộng kế cận bờ biển. Phi đạo chạy dài từ hướng đông nam lên tây bắc, chia đôi không đoàn ra làm hai phần. Phần đất phía tây nam phi đạo là không đoàn yểm cứ và chuyển vận, phần đất phía đông bắc sát biển dùng cho không đoàn tác chiến, như các phần sở của các phi đoàn, bãi đậu máy bay, những hang ga sửa máy bay và trung tâm huấn luyện không quân. Từ trên hành lang của phi đoàn 215 phần tượng nhìn ra là sân cờ của không đoàn, có thể thấy tất cả mọi hoạt động lên xuống của tất cả phi cơ trên phi đạo, cũng như những sự sinh hoạt xa hơn phía bên kia của hậu trạm hàng không quân sự. Tại sân cờ, đại tá Đặng Duy Lạc, không đoàn trưởng không đoàn 62 chiến thuật, đang đứng với trung tá Khu Văn Phát, phi đoàn trưởng phi đoàn thần tượng. Trung tá Phát là một cách chỉ huy được anh em thương mến qua cách xử sự đối với đàn em. Có một lần trung tá Phát hỏi tôi, nhân một lần bay chung phi vụ lên Đà Lạt. À, tôi nghe một số anh em nói anh có thói quen ưa ngủ khi bay, có phải như thế không? Tôi đã trả lời không một giây suy nghĩ. Thưa trung tá, cuộc đời trực thăng gian khổ, tôi lại có tánh hay đi chơi khuya mà phải dậy sớm nên nhiều lúc thiếu ngủ. Nhưng thưa trung tá, tôi chỉ ngủ để dưỡng sức trên đường đi hay những lúc bay chờ tàu chở quân tới dùng mà thôi, tôi không bao giờ ngủ khi đụng trận cả. Thật là một câu trả lời vô ý thức, nếu không nói là ngu xuẩn. Sau khi nghe xong, trung tá Phát mỉm cười, nhưng không hề có một thái độ nào cả. Cách hành xử của vị chỉ huy này đã không làm tôi trở nên kiêu binh, nhưng ngược lại đã biến tôi thành một thuộc cấp sẵn sàng đi vào chỗ chết nếu cần thiết. Khi tất cả nhân viên phi hành vừa sắp xong hàng ngũ thì có tiếng la lớn trước hàng quân. Tất cả vào hàng, phát! Tiếng nói chuyện ồn ào im bặt, đại tá Lạc bước tới trước hàng quân tuyên bố. Xin thông báo cho tất cả anh em, trong chốc lát chúng ta sẽ rời phi trường Nha Trang bay đi Phan Rang. Tôi muốn anh em bay đi trong trật tự, tuy nhiên ngay giây phút này tất cả anh em phải chờ tại đây đến khi có lệnh. Anh em nào cất cánh trước sẽ bị bắn rơi ngay tại chỗ, chỉ chừng đó cho anh em rõ, tất cả anh em nghỉ. Trong hàng ngũ của phi đoàn 215 vắng bóng nhiều khuôn mặt đã bay đi yểm trợ cho phi vụ bốc những toán biệt động quân đang thất lạc trên vùng Lâm Đồng. Một vài người chạy qua bên hậu trạm hàng không quân sự tìm chỗ ngồi trên phi cơ vận tải, đưa gia đình rời căn cứ. Thật trớ trêu khi nghĩ đến những chàng phi công trong tay có những chiếc trực thăng đang nằm ngoài ụ chờ đợi cất cánh, lại phải chạy bươn bả đi tìm phương tiện cho thân nhân. Hôm nay trời hanh nắng, những cụm mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời xanh in bóng loang lổ xuống mặt sân cờ, hơi nóng bốc lên hừng hực, thoang thoảng một vài làn gió nhẹ từ biển thổi vào, không đủ làm khô những lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trước mặt chúng tôi là phi đạo không một chiếc phi cơ lên xuống, bỗng từ trên trời cao xuất hiện một chiếc máy bay hàng không dân sự đang giảm cao độ về hướng phi trường, đó là một chiếc DC-6 bốn động cơ cánh quạt. Một phút sau chiếc máy bay hạ cánh trên phi đạo và chạy dài tới cuối đường, cái đầu phi đạo là hậu trạm hàng không quân sự, cả ngàn người đang đứng bu đông trên sân chờ phương tiện rời khỏi Nha Trang, chạy ùa tràn ra ta mát. Hình như linh cảm được tình thế bất ổn, chiếc DC-6 đột nhiên trở đầu lại, sau lưng là một đám người tất tả chạy theo, trông không khác gì một đàn kiến đang rượt theo một con sâu béo bở. Chiếc máy bay hàng không dân sự gầm lên, bốn trong chóng quay tít cạt ra những làn khói trắng, rồi phóng nhanh trên phi đạo, để lại sau lưng một đám người tiêu nghỉu vì thất vọng. Chàng đét ơi, chu cho, cái thằng phi lót này nó khùng rồi ta ơi, nó cất cánh gió xuôi bà con ơi. Trong hàng quân Trung Quý Lê Viết Tánh đột nhiên la lớn một giọng rặc tiếng quảng, có mấy người cười rộ đâu đó, Trung Quý Nam Cò cùng một phi đội tải quân với Tánh đứng gần đó chen vào. Ê, không là mày không đó Tánh à, bị được như vậy mà còn ngược chí sủi gì, mày à, biết đết gì mà nói. Trung Quý Tánh gốc Quảng Nam, người nhỏ con biệt danh Tánh Xích Lô, rất thích cãi, khi nghe Nam Cò nói xong liền trả đũa. Nam Cò à, kỳ này chở mấy con nai mày bén trong rừng với tao, mày dặn tao đừng cho ai biết đó, mày có cất cánh gió xuôi đâu.
Mọi người xung quanh lại một lần nữa cười ồ lên. Năm cò đứng trong hàng ốm và cao như một con cò, cái đầu nhô lên khỏi hàng quân, đó mặt không trả lời. Không có một đơn vị nào trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa giống như những đơn vị phi hành trong quân chủng không quân. Hầu như ai ai cũng phải có một tên tộc nào đó, đẹp thì nhờ, xấu thì cắn răng chấp nhận. Những tên tộc đó sẽ không bao giờ thay đổi và dính liền với cá nhân, cho đến khi anh ta đi đầu thai kiếp khác. Tập thứ 22 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 23. Tại phòng hành quân phi đoàn 215 thần tượng, Trung úy Võ Đăng Sang đứng bàn tán xôn xao với một nhóm hoa tiêu mãnh sư vừa di tản từ căn cứ 60 chiến thuật Phù Cát. Tất cả đang chờ đợi chỉ thị mới. Trung úy Sang đã quá căng thẳng, mệt mỏi sau phi vụ tiếp tế ở đèo An Khê và sau chuyến bay dài từ Phù Cát. Trong đầu anh ngay giây phút này chỉ có một ý tưởng duy nhất là trở về Tân Sơn Nhất để gặp lại gia đình. Anh xách túi bay ra khỏi phòng, đi đến chiếc trực thăng đang đậu ngay ụ gần nhất. Đó là chiếc tàu VIP của Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, chỉ huy trưởng căn cứ Phù Cát. Anh đã không biết rằng quyết định của anh trong giây phút đó là một quyết định sai lầm. Hành động của anh vô tình vi phạm lệnh tuyệt đối cất cánh của Đại tá Không đoàn trưởng căn cứ. Đứng trong hàng quân, tôi nông nóng chờ đợi lệnh cất cánh. Bỗng từ một ụ đậu gần đó, tiếng động cơ o o quen thuộc của chiếc trực thăng đang quay máy. Từ chỗ đang đứng, tôi có thể thấy người hoa tiêu ngồi trên ghế phải của chiếc trực thăng VIP, sàn tàu mở toang, trống trơn không mê vô xạ thủ, đang nhóm mình rời mặt đất. Tàu vừa lên cao chưa được 10 thước, một tràng M16 nổ vang, chiếc trực thăng rơi trở xuống đất, một bên càng vướng vào bờ tường chống pháo kích lật nhào, cánh quạt tàu ném xuống nền xi măng nổ ầm như một trái đạn pháo, bụi mù lẫn lộn với đám khói đen bốc cao ngất. Tôi đứng im trong hàng quân chết lặng người, sững sờ. Hình ảnh kinh hoàng này đã làm tôi liên tưởng đến một biến cố đau thương đã xảy ra không hơn 2 năm trước đây ngay tại sân cờ này. Bắt đầu vào trung tuần tháng 6 năm 1972 tại mặt trận miền Tây Nguyên, hầu như đã yên tĩnh. Riêng tại Bình Định, trận chiến vùng mật khu An Lão vẫn tiếp diễn ác liệt. Đến gần cuối tháng 9 thì cường độ giao tranh chậm dần rồi ngưng hẳn. Địch quân đã âm thầm rút lui sau khi để lại nhiều tổn thất nặng nề tại chiến trường. Trận chiến mùa hè đỏ lửa lúc này mới thật sự chấm dứt. Để ăn mừng chiến thắng, không đoàn 62 chiến thuật tại Nha Trang tổ chức một buổi đại lễ khao quân, tưởng thưởng những chiến sĩ anh hùng không quân đã góp công trạng trong chiến thắng mùa hè đỏ lửa. Không đoàn sẽ hạ 4 con dê do phi đoàn thần tượng đóng góp để gia tăng phần phong phú cho buổi dạ tiệc. Theo chương trình, 9 giờ sáng tất cả các nhân viên phi hành của tất cả phi đoàn sẽ tập hợp tại sân cờ để tham dự buổi lễ gắn huy chương, đồng thời sẽ có một cuộc phi diễn do các phi đoàn đóng tại Nha Trang thực hiện. Buổi lễ được chủ tọa bởi chuẩn tướng Nguyễn Văn Lượng, chỉ huy trưởng sư đoàn 2 không quân. Tiếp đến tối hôm đó sẽ có một dạ tiệc liên hoan cho tất cả các nhân viên phi hành và chương trình văn nghệ với sự giúp vui của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng tại thủ đô. Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu không khí mang sắc thái nhộn nhịp của một ngày hội lớn. Mọi người lăng xăng bận rộn như đang chuẩn bị đón xuân. Khoảng 9 giờ sáng, những phi công của phi đoàn 215 thần tượng hấn hở trong bộ đồ bay đen, đầu đội nón lưỡi trai màu đỏ, tề tụ tại phi trường không đoàn, một khán đài giả chiến lộ thiên mới dựng lên dành cho quan khách và những vị sĩ quan cao cấp. Buổi lễ bắt đầu. Sau phần chào cờ và nghi lễ, những chiến sĩ có công trạng được đọc tên trên loa phóng thanh đặt trên mặt đất, lên đứng ngay đầu hàng chào lãnh nhận huy chương. Trên trời tiếng trực thăng vang vọng, họp đoàn của phi đoàn thần tượng khởi đầu cuộc phi diễn. Ban nhạc không quân gần bên phải của khán đài lộ thiên trỗi lên bài nhạc hùng ca. Âm thanh vang lừng hòa lẫn với tiếng động cơ và tiếng phành phạch của cánh quạt tạo nên một cảm giác hào hùng hứng khởi trong lòng tất cả mọi người. Họp đoàn trực thăng gồm có 4 chiếc bay theo đội hình con thoi. Chiếc số 1 dẫn đầu do Thiếu tá Đặng Đình Vinh, phi đoàn phó 215 cầm cần lái, hoa tiêu phụ là Trung úy Hoàng Canh Tân. Chiếc số 2 theo bởi trưởng phi cơ trung tâm Lâm Trọng Sơn, biệt danh là Sơn Năm, hoa tiêu phụ là Trung úy Phan Đắc Công. Chiếc số 3, bên phải chiếc dẫn đầu là Trung úy Nguyễn Hồng Huỳnh, phi đội trưởng phi đội tải quân và Trung úy Trần Anh Hải, tự là Hải Nhảy Dù làm hoa tiêu phụ. Chiếc cuối cùng do đại úy Tạ Thành Nhân cầm cần lái cùng với hoa tiêu phó Trung úy Đạt Tự Đạt Parker. Trên bầu trời xanh trong vắt không một áng mây, 4 chiếc trực thăng của phi đoàn thần tượng bay từ ngoài biển vào, song song với phi đạo hướng về phía khán đài. Những cánh quạt quay vù trên đầu, những chiếc trực thăng gần đến độ như muốn chồng lên nhau.
không như loại máy bay có cánh khác, bay đội hình, đối với trực thăng là một điều tối nguy hiểm, đòi hỏi sự tập trung cao độ và tài điều khiển khéo léo của Hoa Tiêu. Trung úy Nguyễn Hồng Huỳnh ngồi trên ghế trưởng phi cơ chiếc số 3 theo sát chiếc dẫn đầu phía bên phải. Trong tiếng động cơ trầm độ hòa với tiếng chém gió phành phạch của bốn chiếc trực thăng, Trung úy Hải Nhảy Dù đang ngồi bên ghế bay trái nhìn ra ngoài trời im lặng theo dõi họp đoàn, đột nhiên buộc miệng nói: "Ê nè Quỳnh, mấy sợ lông trên mép thằng Sơn tao điếm đủ hết mày có tin không? Mẹ, nó bay gần quá. Mày đừng vào gần nữa, kệ nó, cẩn thận nha mày." Quỳnh liếc sang nhìn chiếc của Sơn Năm. "Ừ, thằng Sơn Năm bay gần quá, tao đeo chết mẹ luôn." Rồi như linh cảm một điều gì bất thường sắp xảy đến, Huỳnh nói tiếp: "Hải, nói cho mày đề phòng, lỡ có chuyện gì xảy ra tao đỡ không kịp thì mày chụp cần lái cho tao. Quẹo phải ra hướng biển, nghe mày, nụ mẹ nó bay cái gì mà..." Quỳnh Râu vừa nói chưa dứt câu thì nghe một tiếng nổ lớn như một trái pháo giữa thinh không. Từ sau ống thoát động cơ bán phản lực chiếc số 2 của Trung Quý Sơn phục ra một khối lửa đỏ. Chiếc trực thăng chúi mũi tới trước, cánh quạt quay vùng vục trên đầu chém vào cánh quạt chiếc dẫn đầu của thiếu tá Vinh phát ra một âm thanh ghê rợn, rộn rãng như những thanh sắt khổng lồ chặt vào nhau. Tàu của Sơn Năm ngửa đầu lên trời, vòng quay cánh quạt chậm hẳn lại, lơ lửng một vài giây trong không khí rồi rơi thẳng xuống như một trái mít trụng, chạm mặt đất nổ bùng lên như một quả bom lửa. Trước mặt chiếc dẫn đầu của thiếu tá Vinh chúi mũi lại xuống đất như một chiếc lá lìa cành, chiếc số 3 bên phải chiếc liếc Huỳnh Râu quẹo gác trời đội hình thoát thân về hướng biển. Trên chiếc sau cùng đại quý nhân nhanh trí giật cần lái, chiếc trực thăng nhõng đầu vươn lên vừa kịp tránh chiếc số 2 đang lơ lửng giữa trời. Thiếu úy Nguyễn Thế Tòng vừa trở về từ mặt trận Bồng Sơn cùng với biệt đội 215 để tham dự ngày đại lễ, đang đứng trước hành lang phi đoàn thần tượng, vội vàng chạy đến chiếc trực thăng thiếu tá Vinh đang nằm bẹp dí trên mặt đất. Khói đen bốc lên từ buồng máy, gần đó xác của một người lính phi đạo đang nằm úp trên vũng máu, mặt đập xuống nền xi măng bể nát, không còn nhận ra hình hài. Bên cạnh một miếng xương hàm với vài cái răng còn dính máu đỏ tươi, người lính bất hạnh này đã nhảy ra khỏi tàu trong cơn hoảng hốt khi tàu đang còn ở quá cao. Đại quý nhân sau khi suýt đâm vào chiếc Sơn Năm lên trí vòng lại đáp xuống sát bên cạnh chiếc của thiếu tá Vinh, bốc phi hành đoàn bị thương đến bệnh viện quân y nằm sát ngay bên kia hàng rào của phi trường. Gần đó một đám đông đang hì hục đẩy chiếc phản lực cơ A-37 ra xa chiếc trực thăng đang cháy phần phần. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy trên sân cờ của công đoàn 62 chiến thuật. 11 giờ sáng tại phi trường Tân Sơn Nhất, tôi và đại quý Lê Thiện Tích ngồi trên chiếc ghế bay ba hoe chích chòe với những ca nghệ sĩ đang ngồi sau khoang tàu để bay về Nha Trang giúp vui đêm nay. Lòng đang hân hoan phơi phới, đột nhiên nghe tin báo buổi dạ tiệc hủy bỏ, tôi lặng người. Buổi dạ vũ tôi đã nôn nóng chờ đợi từ bấy lâu nay để có dịp dẫn cô bạn gái em đẹp nhất đêm nay trình diễn với bạn bè tan theo mây khói. Từ một đại lễ trong phút chốc đã biến thành một đại tang. Tai nạn xảy ra tại sân cờ không đoàn 62 chiến thuật đã nhắc cho tôi nhớ đến Murphy's Law của Mỹ. Anything that can go wrong will go wrong. Và sự nguy hiểm của trực thăng trong những cuộc bay đội hình phi diễn. Nguyên nhân tai nạn đáng tiếc đã xảy ra do chiếc số 2 máy bị FOD. FOD tức là máy phản lực trên chiếc số 2 đã bị nổ khi bị một vật lạ xâm nhập đã làm chiếc trực thăng mất thăng bằng nhào tới chém chiếc tàu đang bay gần trước mặt. Tai nạn đau thương đã cướp mất 7 nhân mạng tính cả người lính phi đạo đi theo tàu chơi. Thiếu tá Vinh bị tét môi gãy mấy cây răng cửa và bị dập ngực vì đập vào cần lái, đã trở lại phi đoàn sau vài tháng tĩnh dưỡng. Trung úy Hoàng Canh Tăng ngồi kế bên bị sụn xương sống, tuy đã hoàn toàn bình phục 6-7 tháng sau, nhưng đáng tiếc anh không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục nghiệp bay. Những vòng hoa chiến thắng dành cho những anh hùng trong mùa hè đỏ lửa đã biến thành những vòng hoa tang cho những phi công đột nhiên gãy cánh nửa đường trong một tai nạn vô nghĩa. Riêng về cái chết của Trung úy Công đã cho một ảnh hưởng tâm lý sâu đậm về cảm tình trong lòng của một số bản thân trong phi đoàn. Trước khi tai nạn xảy ra, mỗi khi có dịp bay hành quân vùng Đà Lạt, chúng tôi thường cùng đi với Công ghé ăn trưa tại mấy quầy hàng bán đồ trong lòng chợ Hòa Bình, sau đó luôn thể ghé thăm mẹ Công có sạp bán rau cải gần đó. Thường thường sau khi từ giã ra về, thế nào mỗi đứa chúng tôi cũng được bà dúi cho một ít rau quả để đem về Nha Trang làm quà. Một thời gian ngắn sau tai nạn xảy ra, tôi và Huỳnh Râu trong một phi vụ lên Đà Lạt, đã vào chợ Hòa Bình để ăn trưa, nhân tiện ghé thăm mẹ Công, bà già hẳn đi. Trên mặt héo hon, bà đã khóc nức nở khi nhìn thấy hai đứa tôi.
Hình như bộ đồ bay của chúng tôi đã gợi nhớ lại hình ảnh đứa con trai yêu quý của bà đã vĩnh viễn ra đi. Lá vàng chưa rụng, lá xanh rụng rồi. Tôi và Huỳnh Râu đứng yên trước quầy hàng trao quả, nhìn nhau chịu trận, không biết nói một câu gì cho ra hồn để an ủi bà. Chắc có lẽ nói gì thì cũng vậy thôi, chỉ còn thời gian mới có thể làm phai nhạt được nỗi thống khổ của bà. Cũng như muôn vạn người dân nước Việt đã gặp phải bao nhiêu năm chinh chiến điêu linh trên mảnh đất quê hương bất hạnh này. Kể từ giây phút đó tôi không bao giờ dám đến ăn trong nhà lòng chợ Hòa Bình nữa. Một sự kiện bất ngờ. Đang đứng trong hàng quân tại sân cờ thì một thằng bạn đứng kế bên vỗ vai tôi. Ê, có người kiếm mày kìa. Đứng kế bên chiếc jeep không quân Mui Trần, Trung tá Thông chỉ huy trưởng Liên đoàn Phòng thủ phòng vệ Không đoàn 62 chiến thuật, đang đảo mắt kiếm tôi. Trung tá Thông là một sĩ quan xuất thân từ quân trường võ bị, người cao lớn khỏe mạnh, ăn nói hoạt bát. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ ăn chơi tại quán mộng ở đường biệt thự. Tôi lách mình ra khỏi hàng quân. Có chuyện gì không Trung tá? À, tao có chuyện muốn nói với mày, lên xe đi. Không có được đâu, tôi sắp Zulu rồi, có gì quan trọng không thầy? À, cứ lên xe cái đã. Thấy tôi nhìn Trung tá Phát đang đứng nói chuyện gần đó, Trung tá Thông hiểu ý. Đừng có lo, tao đã xin phép Trung tá khu dân Phát xếp mày rồi, lên xe nhanh đi, tao sẽ giải thích sau. Tôi ngoắc anh tôi ra khỏi hàng quân, hai anh em leo lên băng sau xe Jeep. Xe phóng nhanh trên con đường nhựa đen chạy bọc theo vòng đai ngang đầu phi đạo sát biển. Gió mát từ ngoài khơi lồng lộng thổi vào, mái tóc đầu trần xuyên qua bộ đồ bay nóng bức cho tôi một cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Tay xách khẩu súng trường M18 của biệt kích, lưng đeo súng Rolo, ngồi trên chiếc xe Jeep Mui Trần chạy trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này đã cho tôi cảm tưởng như mình là một sĩ quan an ninh hơn là một phi công. Sao ông? Có chuyện gì bí mật vậy? Nói tôi nghe đi. Ok, hiện Nga đang có một cầu không dẫn đưa tất cả nhân viên trong căn cứ của mình đi Tân Sơn Nhất. Mày biết tao có trách nhiệm phòng thủ căn cứ và sẽ là người đi sau cùng. Nếu trong trường hợp tao bị kẹt lại đây vì lý do gì, tao cần người bóc tao ra khỏi đây. Tao nghĩ chỉ có mày là người sẽ giúp tao, để tao đưa mày ra tàu, lấy máy bay đi Phan Rang trước một mình. Nghe Trung tá Thông nói tôi bật ngửa, tôi có cảm tưởng như đang nhận chỉ thị của một thượng cấp trực tiếp hơn là một sự nhờ vả của một người anh. Trước một lời đề nghị quá bất ngờ, tôi khựng lại một lúc rồi mở miệng. Chuyện này hơi khó xử cho tôi, làm sao mà tôi có thể bỏ hợp đoàn bay riêng như thế được? Sao chuyện này ông không nói trước cho tôi biết gì cả vậy? Chính tao cũng không biết lệnh di tản này làm sao cho mày hay được. Mày có giúp tao không thì bảo. Bị đưa vào thế chẳng đặng đừng, tôi ngập ngừng. Thì được, nhưng mà lúc đó tôi ở Phan Rang rồi, ông làm cách nào liên lạc được với tôi? Chuyện đó có tao lo, tao sẽ có lính của tao ở Phan Rang liên lạc với mày. Ngay bây giờ ghé hậu trạm coi tình thế thế nào, rồi tao sẽ đưa mày ra bãi đậu. Nè, mày cầm lấy cái Motorola này á, có gì liên lạc? Không có sự chọn lựa khác, tôi miễn cưỡng cầm lấy cái máy to gần bằng cục gạch trong tay, đầu óc lơ lửng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xe ngừng lại trước hậu trạm hàng không quân sự, ngồi trên xe trước trừng người đứng đông như kiến cỏ, lính có dân có đang chen chúc xô đẩy cố vào bên trong. Tôi ngạc nhiên thấy đại úy Lê Hùng Phong, test pilot của phi đoàn, đang chen ngược ra ngoài. Ê, Phong, Phong, Phong! Tôi hét lớn. Nhận ra tôi, anh ta chạy lại gần. Bạn làm gì ở đây? Trên một khuôn mặt da ngăm đen xương sẩu, ướt đầy mồ hôi, Phong hổn hển trả lời. À, mình đang kiếm tàu cho gia đình vợ con đi Sài Gòn, chắc không xong loạn tới nơi rồi. Thôi đừng ở đây nữa, phi đoàn sắp nhổ neo rồi, đưa vợ con về đi, mau lên. Nghe tôi nói, Phong mừng rỡ xoay người chạy ngược trở lại rồi biến mất hút vào rừng người đang chen lấn. Phong là một trong những người cao niên nhất phi đoàn, được thuyên chuyển từ bộ binh qua không quân khi đang mang lon trung quý. Một giai thoại về nhân vật này thường được anh em trong phi đoàn nhắc lại như một đề tài tiếu lâm. Trong một vài năm trước đây, phong trào chơi trượt bánh xe được gia nhập từ nước ngoài lan tràn bành trướng khắp nơi nơi, nhất là trong những thành phố lớn. Phong trào này đã làm cho bao nhiêu người dệt mộng giàu sang, và trong số đó có đại quý Lê Hùng Phong của phi đoàn thần tượng. Làm chủ một căn nhà nho nhỏ bao bọc bởi một vườn cây bóng mát tọa lạc tại khu xóm Phước Hải, một khu tân lập đa số đường xá chưa được tráng nhựa, toàn bằng đất đỏ. Những cây ăn trái như xoài, ổi, mãng cầu, sa bô dê vân vân trong vườn đã bị đốn sạch để nhường chỗ xây sân ba te khang trang rộng rãi. Những con heo kêu ục ịch trong cái chuồng ở sân sau, cùng với chiếc xe Mobilet cũ kỹ để đi làm đã bị thanh toán để lấy thêm vốn đầu tư. Đại quý phi công Lê Hồng Phong đã nghiễm nhiên trở thành một ông chủ của một cơ sở thương mại, có một cái tên rất kêu, sân ba te mây đỏ.
Ngày khai trương được tổ chức thật rầm rộ, tiếng đàn tiếng nhạc vang rền cả xóm, trẻ con tụ tập đông đảo. Nhưng thằng ôi, giai đoạn nhộn nhịp tưng bừng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Thương vụ này bắt đầu tuột dốc không thắng, tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa. Từ dạo đó mỗi khi thấy Phong gò mình lọc cọc vào phi đoàn bằng chiếc xe đạp cọc cạch, anh em thường hay đùa giỡn chọc ghẹo. À sao đại quý, có định nuôi heo lại không? Sân ba te mắt đỏ bây giờ tới đâu rồi? Cái sân rộng trước nhà để phơi thóc là hết sảy đó nha. Trên khuôn mặt khắc khổ lại càng khắc khổ thêm, Phong chỉ mỉm cười không phản ứng. Tại hậu trạm hàng không quân sự, trung tá Thông hốt hoảng chạy ra, khuôn mặt đỏ ửng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi đến gần bên tôi. Ai lên xe đi, để tao đưa mày ra tàu. Loạn tới nơi rồi, tao phải kêu thêm lính tăng cường mới được. Xe jeep chạy đến bên bãi đậu, hai anh em tôi nhảy xuống đất. Ok, mày cất cánh đi Phan Rang trước đi, có gì tao sẽ tìm mày sau, tao đi đây. Không có được, tôi sẽ chở phi đoàn cất cánh cùng một lần luôn. Ok, tìm mày. Nói xong trung tá Thông rồ ga, chiếc xe jeep phóng nhanh trên đường dọc theo phi đạo, nhỏ dần rồi biến mất sau làn hơi nóng lung linh trên mặt đất. Bãi đậu hôm nay vắng vẻ một cách khác thường, chỉ thấy một vài anh lính phòng thủ đứng lấp ló sau mấy chiếc trực thăng trong ủ. Tôi chọn một chiếc trực thăng xa nhất nằm ở cuối bãi. Ở đó một anh lính trẻ khoảng 17-18 tuổi, đầu đội nón lưỡi trai màu đen, vai đeo súng M16 đang ngồi núp nắng dưới đuôi tàu. Thấy tôi anh ta đứng dậy đưa tay chào. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt anh ta rất bình thản, không hề tỏ lộ nét lo âu nào trước tình thế vô cùng khẩn trương này. Không hiểu anh ta sẽ nghĩ gì khi tất cả những chiếc tàu anh ta đang đứng gác đây sẽ rời căn cứ và có thể không bao giờ trở lại. Sau khi chọn được một chiếc tàu khả dụng và đầy xăng, tôi vô cùng vững bụng, ngã người trên lưng ghế xả hơi. Tôi lấy một điếu thuốc ra châm lửa đốt, thả hồn theo làn khói quyện bay trước mặt. Tôi bình thản chờ giờ cất cánh. Bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp một chiếc Honda Dam màu xanh lá mạ đang nằm ngửa trên mặt đất, chỉ cách tàu chừng 100 mét. Tôi thò đầu ra khỏi cửa hỏi anh lính đang đứng im lặng kế bên hông tàu. Nè anh, thấy chiếc Honda nằm trên phi đảo đằng kia không? Ai đã bỏ lại vậy? Ê, tôi thấy họ dứt xe xung quanh phi trường nhiều lắm, không biết của ai cả. Ai muốn lấy thì lấy. Anh lính trả lời. Nghe xong tôi ngồi bật dậy mở cửa nhảy xuống đất. Đến bên chiếc xe còn mới, chìa vẫn còn cắm trong ổ khóa. Tôi hí hửng dắt về tàu. Thoáng nghĩ đến chiếc Honda 90 già nô bệnh hoạn của tôi đã bỏ lại phi đoàn sáng hôm nay, tôi nhếch mép cười tự hỏi không biết ai sẽ là sở hữu chủ của nó. Cuộc đời đôi khi có những sự đổi chác thật tình cờ. Chiếc xe Honda tôi đã bỏ lại ngay góc thông già sáng hôm nay trước phần sở phi đoàn thần tượng là một cái gì đã gắn bó và chia sẻ với tôi quá nhiều kỷ niệm trong những năm qua. Nhớ lúc mới trở về nước sau khi du học, tôi luôn có ý định mua một chiếc xe Honda 90 để chạy. Theo luật lệ hiện hành thì tất cả xe hai bánh có gắn máy cao hơn 50 phân khối phải đóng tiền nhập nội, một số tiền đắt hơn vài phần giá trị của nó. Với số lượng ít ỏi của quân đội, tôi không thể nào đủ khả năng để hợp thức hóa chiếc xe tôi vừa mới tậu được. Thế là một liều 37 cũng liều. Trong nhiều năm trường tôi đã chạy chiếc xe với tiếng nổ bình bịch này trên mọi đường phố không có bảng số. Chính vì tiếng nổ bình bịch đó đã gây nên sự chú ý của mấy anh quân cảnh quân trấn đi tuần hành và đã gây cho tôi biết bao nhiêu phiền nhiễu nhức đầu về sau này. Mỗi lần bị mấy ông quân cảnh quân trấn chặn lại hỏi giấy và tịch thu xe đem về đồn là mỗi lần tôi lại phải chạy đi kiếm ông bạn Trung, đại quý trưởng phòng quân cảnh không đoàn 62 tác chiến đi lãnh xe về giùm. Và dĩ nhiên sau đó tôi phải tình nguyện một chầu ăn sáng cho Hân, một tiểu đội quân cảnh tại một quán ăn lịch sự để chứng tỏ tình huynh đệ chi binh, cho dù bữa ăn đó làm lũng một lỗ lớn trên thẻ lương cũ mềm của tôi. Có một lần trên đường về nhà từ phi trường, trong túi quần áo bay có hai trái lựu đạn vừa mới sinh được của người bạn, đang chạy phong phong trên đường, miệng huýt gió, lòng tràn ngập một niềm vui vô cớ. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe jeep của quân cảnh quân trấn chạy từ sau tới, ép sát tôi bất ngờ lại để xét giấy. Trên chiếc xe jeep một anh quân cảnh có khuôn mặt nghiêm trọng bước xuống, khi bước tới gần anh ta nhìn tôi dò xét, rồi nhìn xuống túi quần bay tôi thấy hai trái lựu đạn nặng trĩu đang nằm bên trong. À Trung Quý, cái gì à, dưới túi quần cho tôi xem được không? Móc hai trái lựu đạn đưa cho anh ta. Thứ này Trung Quý lấy ở đâu ra vậy? Tôi phải tịch thu đem về đồn. Tim tôi nhói lên, hai trái lựu đạn vừa mới sinh của thằng bạn định bụng chút nữa về sẽ đi ra biển bắn cá. Giờ đây bị quân cảnh này chôn một cách hợp pháp rồi. Tôi phản đối ngay. Nè, tôi mới đi xin về để đi biển bắn cá. Trung sĩ có lấy thì chừa lại cho tôi con trái, sao lại lấy hết? Tôi lấy gì mà xài?
Anh Quân Cảnh ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi. Sau vài giây suy nghĩ, anh ta bèn thốt lên một câu nghe rất chói tai. Tôi không hỏi giấy xe của Trung Quý là tốt rồi. Nói xong anh ta quay người bước lên chiếc xe Jeep đậu kế bên rồi máy chạy. Còn tôi đứng một mình trên lề đường nhìn theo, miệng lầm bầm chữ thề rồi leo lên xe Honda nổ máy giọt. Trong lòng tràn đầy tức tối. Một hôm khác, khi xe đang chạy trên đường Trần Quý Cáp thì bị một xe tuần tiểu hỗn hợp chặn lại xét giấy xe. Sau một vài phút ca bài con cá không xong, tôi chợt nhớ đến ông bạn tôi là Đại Quý Đoan, cảnh sát trưởng phòng kiểm tục, đang chờ tôi ở quán Mộng, liền nói với người thiếu quý trưởng Toán, giấy xe tôi để nhà, nếu được cho tôi về lấy đi. Nhìn thấy tôi cũng là một sĩ quan không quân trong bộ áo liền quần, viên sĩ quan trưởng Toán cũng nể nang đôi chút, liền ra lệnh cho một người hạ sĩ cảnh sát giả chiến leo lên xe theo tôi về nhà lấy tờ giấy xe. Thế là chúng mình hai đứa leo lên xe về quán Mộng. Vừa tới quán, tôi mừng hơn bắt được vàng khi thấy vị cứu tinh đang ngồi nhậu chờ tôi. Đại Quý Đoan, lính của ông đang ở chợ ngoài cửa kìa, nó hỏi giấy xe tôi đó. Ngoài cửa tiệm, anh hạ sĩ thuộc cấp đang đứng kế bên chiếc xe Honda 90 của tôi, bất ngờ gặp sếp hốt quản đứng vào thế nghiêm. Ê, chào Đại Quý. Ủa, Từ, mày làm gì đây? Dạ, em chờ coi giấy xe này. À, chiếc này hả? Thôi được, cái vụ này để tao lo, mày về đi. Nói xong, Đại Quý Đoan quay qua tôi. Nè, bạn có vài chục đồng, đưa cho nó đi xích lô về đồn đi. Mỗi lúc nhớ đến hình ảnh một cảnh sát giả chiến đầu đội nón sắt tay cầm M16 ngồi trên xe xích lô, tôi không khỏi bật cười. Đó là những chuyện nhức đầu về phần pháp lý, chưa kể tới những lúc bị nhiều trở ngại kỹ thuật bất ngờ khác. Vào một buổi trưa hè tại quán Mộng, sau khi ăn trưa xong, tôi và người bạn gái mới quen bước ra chiếc xe Honda 90 đang đậu trước cửa để cùng đi xem cine. Không biết hôm nay sao có chuyện gì mà con ngựa già của tôi lì lộm không chịu nổ máy. Sau hơn 10 phút đồng hồ đạp, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo bay, chiếc xe vẫn ù lì. Trong lòng chửi thầm cái xe mắc dịch, lựa thật đúng lúc để nằm dạ. Tôi nhìn cô bạn gái bẽn lẽn đứng kế bên, càng làm cho tôi thêm nóng ruột lộn gan. Sau cùng dựng xe đứng lên, tôi cúi xuống nhìn dưới bình xăng. Hỡi ơi, cái phao xăng nằm trong carburetor không cánh mà bay, giận tím người tôi nhìn quanh. Sau gốc dừa gần đó lấp ló thằng bé đánh giày thường ngày vẫn quanh quẩn trước cửa quán, tôi phóng người tới chụp tay nó rồi sành sạch tới bên chiếc xe. Mày ăn cắp phao xăng của tao phải không? Tôi hét lớn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé đánh giày. Nó thụt người lại nhăn nhó chối bày bẫy. Ý không của em đâu có lấy, em không biết. Không một giây suy nghĩ, tôi rút khẩu súng rô lô đeo bên hông chĩa xuống đất sát bằng chân nó, bóp cò. Đoàn một tiếng nổ chắc chúa vang dội giữa buổi trưa hè yên tĩnh. Một anh đạp xích lô đang ngủ gà ngủ gật trên xe trước quán đón khách giật bắn mình, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh dài 3 giây đồng hồ, rồi quẹo đầu ngủ tiếp. Chỉ tội con chó mực đang chơi gần đó hốt quảng cúp đuôi công đích phóng chạy như bị ma đuổi. Cô bạn gái mới quen đứng kế bên thì hoảng sợ co rúm người lại như vừa bị sét đánh ngang tai. Còn thằng bé đánh giày nhảy bổng lên khỏi mặt đất la thất thanh. Em lấy, đừng có bắn, đừng có bắn. Mày bán cho ai? Bao nhiêu? Đi chuột về không thì tao bắn vô đầu mày, nghe chưa? Dạ, em bán cho anh 7 sửa xe, em bán 20 đồng. Cái phao xăng đáng giá cả vài trăm đồng mà, nó chỉ bán có 20, chưa đủ để mua một ổ bánh mì thịt. Không có cái tàn nhẫn nào hơn. Nghe xong tôi càng điên tiết dịch, cầm tay thằng bé nhấc bổng lên. Nó tru lên như heo cắt tiết, biết nó sợ đủ rồi, tôi móc túi lấy 30 đưa ra cho nó. Tao cho mày 10 phút đi chuột lại. Tao coi đồng hồ, nếu mày không về đúng giờ thì đừng có bao giờ bén mảng tới cái quán này nữa, nghe chưa? Còn dư 10 đồng cho mày đó, liệu hồn. Nói xong tôi quay qua với người bạn gái mới quen đang đứng khép nép bên góc dừa. Trên khuôn mặt ẩn đỏ lắm tấm mồ hôi vì nắng càng làm tăng thêm vẻ mặn mà duyên dáng. Thôi, em chịu phiền, ráng chờ thêm chút nữa nghe, mình đi suốt sao cũng được, giả lại anh muốn về thay đồ đi chơi cho thoải mái hơn. Ngồi trên ghế bay chờ tại bãi đậu đã hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu sốt ruột. Thấy anh phòng thủ đứng sơ rớ dưới đất kế bên hông tàu, tôi chợt gợi chuyện cho qua giờ. À, chắc anh biết tình trạng ở bên ngoài rồi chứ, tôi sẽ đi Phan Rang, anh có muốn theo tàu tôi hay không? Anh lính trẻ suy nghĩ một giây rồi ngập ngừng nói. À, tôi còn ông bà già và đứa em gái đang ở nhà, tôi muốn về đem họ vô đây đi luôn có được không? Ok được, nhưng sợ anh em họ vô đây không kịp thôi, tùy anh. Nghe tôi nói xong anh lính trẻ bỗng dưng đâm chiêu xa vắng. Biết anh lính đang ở vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tôi quay đầu nhìn vào trong phòng lái để yên cho anh ta suy nghĩ. Hình như đã có quyết định, anh lính leo lên ngồi bệt trên sàn tàu, im lặng không nói một lời.
Chừng hơn 10 phút sau, có tiếng o o quai máy quen thuộc của nhiều chiếc trực thăng vang lên đồng loạt. Tiếng động mỗi lúc mỗi ầm ĩ cùng tiếng chém gió phần phật của cánh quạt khuấy động bầu không khí vắng lặng. Giờ khởi hành đã điểm, tôi ngồi bật dậy vối tay bật nút battery làm thủ tục nổ máy. Trên tần số tiếng nói của Trung tá Phát, phi đoàn trưởng 215 đang liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Vòng quay cánh quạt đã lên cao, tôi kéo cần cao độ. Tàu vừa rời khỏi mặt đất, đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đang nắm sợi dây xích beo sau lưng ghế tôi giật mạnh. Cho tôi xuống, cho tôi xuống. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy anh lính phòng thủ đang ngồi chồm hổm sát cửa, nhấp nhổm như sắp nhảy ra khỏi tàu. Ê, ê, làm gì vậy? Từ từ, đừng nhảy xuống muốn chết à. Để tao đáp. Vừa nói tôi vừa đè cần cao độ. Càng tàu chưa chạm đất, anh lính trẻ vội vã nhảy phóc xuống, vai đeo súng trường tay đè chiếc nón lưỡi trai đội trên đầu cho khỏi gió bay. Anh ta băng qua phi đạo chạy đến hàng rào gần đó, ngồi trên ghế bay nhìn theo đến khi anh ta chui qua lỗ rào biến mất sau những bụi rậm, lòng ngậm ngùi thương cảm. Tôi cắm đầu cất cánh về hướng biển. Khác hẳn với những chiếc vỏ trang nặng nề đầy đạn dược, tôi phải bay thường ngày. Chiếc trực thăng trống trải nhẹ nhàng tách rời mặt đất, vươn lên không trung nhanh như diều gặp gió. Nhìn về hướng phi đạo chính, mấy chiếc phi cơ quan sát đang lăn bánh. Gần đó một số trực thăng đang còn ở trong ụ đậu, cánh quạt quay vùng vụt dưới ánh nắng mặt trời. Tất cả con chim sắt của không đoàn 62 tác chiến bắt đầu rời tổ ấm bay về vùng trời an toàn hơn. Trên tần số tôi nghe nhiều tiếng nói lao xao của những hoa tiêu liên lạc với nhau, cùng với tiếng điện đàm trộn rịp giữa đài kiểm soát và các phi cơ, tôi giữ im lặng trên tần số, muốn được một mình tự do bay lượn một lần trên thành phố một lần cuối cùng trước khi ra đi. Tàu đã lên cao, tôi nghiêng mình nhìn xuống thành phố Nha Trang đang im lìm sưởi nắng trên bãi cát vàng hình vòng cung cạnh bờ đại dương. Càng rời xa mặt đất, gió càng lạnh mát đập vào phần phật khoang tàu trống trải. Bên dưới mặt biển mênh mông xanh biếc một màu, những hòn đảo đang nằm im lìm sưởi nắng ấm, những con sóng bạc đầu lăn tăn nô đùa trượt đuổi. Hình ảnh thành phố yên bình hiền hòa qua những buổi chiều vàng mở rộng vòng tay chào đón những con chim sắt trở về tổ ấm từ vùng trời hỏa tiếng như trở lại trong tâm trí tôi. Bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi mang về từ mặt trận như tan biến theo dải mây trắng treo lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Tất cả đó bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Tôi đưa mắt nhìn về phương Bắc, những cột khói đen đang bốc lên đâu đó, nhắc nhở tôi quân thù đang ngấp nghé ngoài cửa thành. Tim tôi quặn thắt, bên ghế trái anh tôi đầu đội nón sắt bộ binh, đang quay đầu ra khung cửa, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Trong tiếng ầm ĩ của động cơ, tôi quay nhìn anh tôi nói to như hét. Nè, anh hãy nhìn kỹ thành phố của chúng ta đi, không biết bao giờ mình mới trở lại được. Lúc xưa còn là đứa bé 6-7 tuổi, tôi theo chân cha mẹ từ Huế đến định cư tại Nha Trang. Ngày đầu tiên tôi còn nhớ là một buổi sáng chủ nhật thật đẹp trời. Anh tôi thuê một chiếc xe thổ mộ để đưa hai anh em đi ngoạn cảnh dọc theo bờ biển trên đường Duy Tân. Lòng tôi vô cùng rộn ràng và sung sướng. Không phải vì được ngắm nhìn phong cảnh nên thơ hữu tình của bờ biển Nha Trang, mà vì lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc xe có ngựa kéo. Tôi ngồi trên băng ghế sau lưng anh này, cố mắt nhìn con ngựa phóng nước kiệu, bốn móng gõ lộp cộp xuống mặt đường nhựa đen kéo theo chiếc xe thổ mộ trên hai bánh xe hơi, chạy dọc theo bờ biển. Lòng tôi lâng lâng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Gần 20 năm sau, tôi tình cờ có dịp trả lễ, đưa anh tôi xem thành phố từ trên vòm trời cao. Có thể đây là một lần cuối cùng. Xa xa trước mỗi con tàu, những chấm đen của một đoàn trực thăng đang nối đuôi nhau bay về phương Nam, trông như một đàn chim đang bỏ tổ vỗ cánh di cư về vùng đất mới. Tôi nghiêng mình luyến tiếc, nhìn xuống cung cửa một lần nữa rồi quay đầu con tàu theo dấu chân chim, nước mắt lưng trọng. Khoảng 5 phút sau, tàu bay ngang một vùng vịnh nhỏ ăn sâu vào đất liền, qua làn nước trong veo, ở cao độ 2.000 bộ, hình dáng của một con cá màu trắng xám hiện rõ, đang lơ lửng bơi sát mặt nước. Có lẽ đây là một con cá voi đã lạc vào vùng nước cạn. Tôi tò mò bay một vòng tròn nhìn xuống sông trở đầu tiếp tục cuộc hành trình. Trước mặt tôi trên quốc lộ 1, hàng ngàn chiếc xe đủ loại nối đuôi nhau chen chúc chạy về hướng Phan Rang, mang những người dân chạy loạn từ vùng 2.
Những hình ảnh trên đại lộ kinh hoàng tại Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 72 cũng như trên liên tỉnh lộ 7B tại Tuy Hòa mới đây đã gây một ấn tượng sâu đậm trong lòng hàng triệu người dân miền Nam về sự tàn ác khủng khiếp của loài quỷ đỏ. Người dân đã chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã gây dựng được để đánh đổi mạng sống cũng như sự tự do. Ngay bên phải phía dưới là cây số 9, một địa điểm gần thị xã Ba Ngòi giáp với Cam Ranh. Có lẽ tất cả anh em không quân tại Phan Rang hay Nha Trang đều biết đến địa danh này. Khi căn cứ Cam Ranh của Hoa Kỳ đang còn hoạt động, rất nhiều dịch vụ thương mại, nhất là dịch vụ giải quyết sinh lý cho hàng chục ngàn lính Mỹ, đã quy tụ tại một tọa điểm trên quốc lộ 1, cách Ba Ngòi 9 cây số. Do đó danh xưng cây số 9 đã trở thành một danh từ riêng. Sau khi căn cứ Cam Ranh đóng cửa, hàng loạt nightclubs tường dán mấy tôn trẻ tiền san sát bên nhau dọc theo con đường lộ đã bị dỡ đi hoặc bỏ trống. Dưới bụng con tàu bây giờ là phi trường Cam Ranh, mấy năm trước là một căn cứ vĩ đại của Hải quân Hoa Kỳ, nay đã bị bỏ hoang cho cỏ dại. Tất cả còn sót lại chỉ là những nền xi măng của những ngôi nhà hay những ba rắc đã bị phá hủy hoặc bị tháo gỡ tận gốc nằm kế bên một phi đạo hoang vắng dài ngung ngút. Hình ảnh của một phi trường bận rộn với hàng trăm chiếc phi cơ đủ loại liên tục lên xuống cùng những tàu chiến neo đầy mặt biển nay không còn nữa. Người bạn đồng minh đã tháo chạy từ mấy năm trước, để lại sau lưng một cuộc chiến chưa kết thúc. Gần 60.000 sinh mạng người lính Mỹ đã hy sinh sau khi đã đổ xuống xứ sở này hàng trăm tỷ đô la. Đang thả hồn theo cảnh vật bên dưới, chợt phía bên trái xác nát chiếc trực thăng tôi đang bay lù lù xuất hiện một chiếc phi cơ quan sát ở cùng cao độ. Trên phi cơ chất đầy người như cá hộp, 5-7 cái cẳng mang bốt đồ sâu thò hẳn ra bên ngoài cánh cửa bên hông, nửa đóng nửa mở. Phía trước cockpit, một cái nón bay trắng của anh Hoa Tiêu lấp ló giữa những cái đầu đen lúc nhúc. Hai anh em chúng tôi trố mắt nhìn, miệng há hốc. Không biết anh phi công này đã vô tình hay cố ý trình diễn cho tôi biết rằng anh đã không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, trong lúc ly loạn, không giống như tôi đã bay một chiếc tàu trống rỗng, ngay cả mê vô xạ thủ cũng không có. Hình như màn trình diễn đã xong, chiếc phi cơ quá tải này từ từ qua mặt chúng tôi rồi biến mất sau những cụm mây trắng xóa. Phi trường Phan Rang mờ ẩn trước mặt, tôi đổi tần số radio, chuẩn bị đáp. Tập 23 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 24.